Thân ái chào các bạn. Hôm nay Nghĩa Kali sẽ hướng dẫn các bạn tập bài lòng mẹ. Thì cái video vừa qua thì tôi có hướng dẫn các bạn tập cái phần mở đầu đó. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn tiếp cái phần còn lại. Thì khi mà ok để mà dễ cho các bạn và tôi, thì khi mà cứ như tôi nói là dây 4 4 4 5, có nghĩa là mình chuẩn bị vào dây số 4. 4 4 5 có nghĩa là phím 4. 4 4 có nghĩa là phím 4, mình bấm vào phím thứ 4 hay là 5 có nghĩa là mình bấm vào phím thứ 5. Thì để xử lý cái phần đầu thì các bạn dùng ngón áp út của các bạn bấm vào phím 5 dây 4. Có nghĩa là tôi đọc là 5 4, coi như là 4 5, coi như là dây số 4 phím 5 ha. Nè, giờ bắt đầu ha. Ví dụ như bây giờ tôi nói là dây 4 5, dây 3 3 3 5, dây 2 3, dây 3 5 3 3 5, dây 4 5, dây 6 3, 3 2 1 2 3, dây 4 3 3 5, 3 3 5 là dây số 4. Bắt vào phím 3 3 3 5 rồi 3 2 1 2 3, thì mình đánh nhanh là đánh vậy ha. Người ta lặp lại ha. Dây 5 ở dây 4 phím 5, dây 3 3 3 5, dây 2 3, dây 3 5 3 3 5, dây 4 5, dây 6 3, 3 2 1 2 3, dây 4 3 3 5, 3 2 1 2 3. Vậy xong đó các bạn chuyển qua cái đoạn kế tiếp. Dây 2 3, dây 1 3, 5 5 6. 5 5 là coi như đánh nhanh ha. Phím 5 dây 1 kéo xuống, vuốt xuống phím 6. Trở về phím 5. Phím 3. Rồi 3 5. Dây 2 phím 3. Dây 3 2 vuốt xuống 3. Dây 2 3. Giờ các bạn bấm hợp âm re 7. 4 3 2 1 2 3. Tôi lặp lại cái đoạn này ha. Tiếp thì các bạn chuẩn bị dây 2 phím 7 vuốt xuống phím 8, dây 1 6 6 8 vuốt xuống phím 10, trở về phím 8, dây 2 11, dây 1 8, dây 2 8 vuốt xuống dây 2 phím 6 6 8. Giờ bấm hợp âm son thứ
dây 6 3 rồi 3 2 1 2 3. Tôi lặp lại ha. Dây 2 7 8. Dây 1 6 6 8. 10 vuốt xuống 10. Trở về 8. Dây 2 11. Dây 1 8. Dây 2 8. Dây 6 6 8. Dây 6 3. Dây 3 2 1 2 3. Mình đánh nhanh là vậy ha. Rồi đoạn kế tiếp á, dây 1, 3, 6, 5, 3, rồi dùng ngón trỏ kẹp vào 6 sợi, mình bát vào 2 sợi, 6 với 2, có nghĩa là phím 3 đó, chung lúc. Rồi mình móc nhẹ vào dây 2, 3. Ok, đánh nhanh là vậy ha. Lặp lại ha. Dây 1 3 6 5 3. Dây 2 với dây 6 đánh chung phím 3. Dây móc nhẹ vào dây 2 3. Dây 3 5 3. Dây 3 5. Dây 2 3. Dây 3, 2, vuốt xuống phím 3. Dây 2, 3. Giờ bấm vào bấm rê 7. Móc vào số 4, 3, 2, 1, 2, 3. Giờ chuyển qua hợp bấm son thứ. Dây 6, 3, 3, 2, 1, 2, 3. Ok, mình đánh nhanh là vậy ha. Kế tiếp dây 4 5 dây 3 3 3 5 dây 2 3 dây 3 5 3 3 5 dây 4 5 dây 6 3 dây 3 2 1 2 3 dây 4 3 3 5 dây 3 2 1 2 3. Ok, mình đánh nhanh là vậy ha. Giờ bước kế tiếp vẫn giữ cái thế bấm như vậy. Dây 3, 3, dây 2, xin lỗi, dây 2, 3, dây 1, 3, rồi 5, 5 kéo xuống 6. Dồi 3, dồi 3, 5, dây 2, 3, dây 3, 2, vuốt xuống 3, dây 2, 3, dồi bấm hợp bấm rê 7, 4, 3, 2, 1, 2, 3, chuyển hợp bấm son thứ, dây 6, phím 3, 4, 3, 2, 1, 2, ok, thì lặp lại ha. Tiếp á, và dây 1, 3, 6, vuốt xuống 8, 8, 2, xong vuốt xuống 10, vừa trở về 8, 11, dây 2, dây 1, 8, dây 2, 8, vừa vuốt xuống 6, 6, 8, vừa bấm vào con son thứ, 6, 3, 2, 1, 2, 3. Tôi lặp lại.
rồi dây 33, ấy dây 33 á, dây 45, 3, dây 55, dây 3, dây 66, dây 5, 335, dây 6, 4 vuốt xuống 5, giờ bấm vào bấm rê 7, 4, 3, 2, 1, 2, 3, giờ chuyển qua bấm son thứ, 6, 3, 2, 1, 2, 3, lặp lại ha. Dây 3, 3, dây 4, 5, rồi 3, dây 5, 5, 3, dây 6, 6, dây 5, 3, 3, 5, dây 6, 4, vuốt xuống 5, rồi bấm bấm rê 7, 4, 3, 2, 1, 2, 3, rồi bấm son thứ, 6, 3, 2, 1, 2, 3, vẫn giữ không? Vẫn giữ thế bấm như vậy. Dây 4, 3, 5, 5, dây 6, 3, 3, 2, 1, 2, 3, dây 4, 5, dây 3, 3, dây 4, 5, vuốt xuống 7, trở về 5, dây 5, 5, giờ bấm vào bấm rê 7, 4, 3, 2, 1, 2, 3. Lặp lại ha. Dì 4, 3, 5, 5. Dì 6, 3. Giờ 3, 1, 2, 3. 4, 5. Dì 3, 3. Dì 4, 5, vuốt xuống 7. Trở về 5. Dây 5, 5, hợp âm rê 7, 4, 3, 2, 1, 2, 3. Giờ từ hợp âm rê 7 các bạn móc vào phím 1, dây 2, dây 3, 3, dây 2, 1, 1, 3, dây 2, 1, 1, 3 chứ. Rồi móc vào nhẹ vào dây 2 với dây 3 phím 3 là vậy ha. Tôi lọc lại ha. Dây 2 1, dây 3 3, dây 2 1 1 3, dây 2 3 phím 3 móc nhẹ vào, rồi chuyển qua dây 4 5, dây 3 3 3 5, dây 2 3, dây 2 3 4 3, rồi chuyển xuống hợp âm rê 7 ngang số 7, ngang số 5, ngang số 7 thì các bạn dùng ngón trỏ bấm vào 3 sợi, 1 2 3 đó, bấm vào 3 sợi vậy. Ngón giữa bấm vào phím 8 là vậy ha. Giờ các bạn móc vào 4 3 2 1 2 3. Tôi đọc là hai đoạn ha. Rồi sau đó các bạn dây 2 phím 8 vuốt xuống phím 10, rồi trở lại hợp âm rê 7 ngang số 7, 4, 3, 2, 1, 2, 3. Dây 2 phím 10, dây 1 8, 2 10, 2 8, dây 3 7, giờ bấm hợp âm rê 7 ngang số 5, hợp âm rê 7 ngang số 5 là các bạn bấm, dùng ngón trỏ bấm vào, bấm tất cả 6 sợi vào ngang số 5, ngón áp út bấm vào ngang số 7, dây số 4, và ngón út bấm vào dây 2 ngang số 7, lại như vậy, giờ các bạn bát nhẹ vào xong cái mình đánh rải ra vậy nè. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3. Đó. Thì tôi lặp lại ha.
8 bút số 10 là dây số 2. Dây 37. Bấm một bấm rê 7 ngang số 5. Dù từ hợp âm rê 7 ngang số 5 này các bạn đổi qua bấm, nó gọi là rê sút 4. Rê sút 4 thì các bạn vẫn dùng ngón trỏ kẹp tất cả 6 sợi. Các bạn chỉ có chuyển là ngón giữa ngang số 7, ngón áp út ngang số 7, ngón út ngang số 8, dây 2. Thì các bạn đánh vào dây 4, 3, 2, 1. Này. 4, 3, 4, 3, 2. Dù các bạn vẫn giữ thế hợp âm, vẫn giữ thế bấm như vậy, các bạn rải 3 sợi, 3, 2, 1. Ta tôi lọc lại ha, tôi có nghĩa là vậy này. Cái này hợp âm là hợp âm, nó gọi là re sút 4. Hả? Và sau đó các bạn dây 1, phím 3, vuốt xuống phím 5. Rồi trở về 3, 5, 2, 5. Rồi bấm âm son thứ 6, 3, 2, 1, 2, 3, chuyển qua bấm re 7. 4, 3, 2, 1, 2, 3, xong trở về xong xong thứ 6, 3, 2, 1, 2, 3. Tôi lặp lại cái đoạn này ha. Dây 1, 3 kéo xuống 5, 3, 5, 2, thế bấm như vậy, dây 4, 5, dây 3, 3, 3, 5, dây 2, 3, dây 3, 5, 3, 3, 5, dây 6, 3, rồi dây 3, 3, 3, 5, dây 4, 3, 5, rồi 3, 1, 2, 3. Tôi lặp lại ha. Dây 4, 5. Dây 3, 3, 3, 5. Dây 2, 3. Dây 3, 5. Dây 3, 3, 5. Dây 6, 3. Dây 3, 3, 3, 5. Dây 4, 3, 5. Dây 4, 3, 2, 1, 2, 3. Dây đoạn kế tiếp á là vẫn giữ thế bấm như vậy. Dây 2, 3, dây 1, 3, rồi 5, 5, 5, 6, 5, 5 kéo 6, rồi trở về 5, rồi 3, rồi 3, 5, dây 2, 3, dây 2, phím 2 kéo xuống phím 3, dây 2, 3, giờ bấm 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 rê 7, ngang số 7. 4, 3, 2, 1, 2, 3. Tôi lặp lại ha. Dây 2, 7, 8. Dây 1, 6, 6, 8. Vút xuống 10. 8. Dây 2, 11. Dây 1, 8, dây 2, 8, rồi vuốt xuống, dây 2, phím 6, 6, 8, 6, 6, 8. Rồi bấm bấm son thứ 6, 3, 2, 1, 2, 3. Rồi kế tiếp là dây 1, 3, 6, 5, 3, dây 2, 3,
rồi móc nhẹ vào dây 3 với dây 2 phím 3, dây 3 5, 3 3 5, dây 2 3, dây 4 6 bước xuống 7, dây 3 7, dây 2 6 bước xuống 8. Ok, lại vậy các bạn ha. Rồi xong đó, dây 2 8 11, dây 1 8 8 10, trở về 8, dây 2 11, dây 1 8, dây 2 8, rồi trở về dây số 6 1 3, rồi kẹp tất cả 6 sợi lại, móc nhẹ nhẹ vào 3 2 1 2 3, xong cái mình rải 3 sợi một lúc, 2 3 1 chung là hết á. Tôi sẽ lặp lại ha, tôi lặp lại cái đoạn ha. Thế là xong một bài ha, rồi chúc các bạn vui vẻ nha, rồi thân ái chào các bạn.